Chúng ta ăn chay có nhiều cái lợi. Có nhiều bác sĩ không hiểu gì hết, nói là ăn chay thiếu chất bổ. Nếu mà ăn chay mà ăn với muối với cà đồ một vài trái là biểu hôm sau không thiếu chất bổ được. Chay là có mì căng, có bơ sổi, có đủ thứ hết trơn. Rồi rau cải cũng là đồ chay, rồi mỡ thì thay bằng dầu. Có cái mì căng, bơ sổi này kia, tàu hũ này kia đủ thứ. Một cái ký tàu hũ đó còn hơn một cái ký thịt thịt bò. Đó là bên khoa học chứng minh ạ. Vì thấy là cái gì ăn vậy là bổ khỏe. Một đó là được cơ thể mình khỏe. Hai là không gây thù oán. Ba là làm cho máu mình trở nên tốt, ít có sân. Quý vị thấy mấy người ăn mặn sân dữ lắm và thích chém giết. Quen tay mà giết được đèo bồng thì mạng người đồng loại cũng không ngại ngùng. Càng tập nhiễm ăn dùng huyết nhục, tánh tình người lắm lúc đổi thay. Thấm vào cơ thể lâu ngày mà hòa chung chất máu các loài thú muôn. Đời hăng hái say cuồng chém giết, bởi nâng bầu nhiệt huyết bùng sôi. Hồn quang mà chết thảm không nguôi, thù xưa dương dấn dục xuôi giặc loạn. Thì quý vị thấy là chiến tranh là cũng do cái giết. Người xưa nói dí phỏng chúng sanh không nghiệp sát, thì người phương nào có động đao binh. Nhà nhà chốn chốn đều tu thiện, thì thiên hạ lo gì chẳng thái bình. Thành ra quý vị cố gắng làm sao ăn chay, khuyến khích ăn chay, gia đình mình tất cả đều ăn chay. Thì hôm nay cái đầu tiên tôi nói cái lợi ích của vấn đề ăn chay. Một đó là được sanh thêm tuổi thọ. Mình giết nhiều quá thì loài thú nó quán mình, thì thay vì mình sống 60 tuổi thì còn có 30. Thì quý vị phải làm sao cố gắng cái đầu tiên là ăn chay trường. Mà tôi thấy không được, là tôi năn nỉ Đức Phật có dạy, đi sư trưởng dạy là 10 ngày thôi. Mà 10 ngày là tuyệt đối gà, vịt, heo, chó không ăn cũng không giết. Tuyệt đối ạ. Còn chỉ ăn tôm cua cá tép thôi. Có người đã ăn không ngon chứ ăn không vô. Mình ăn để sống hay sống để mà ăn? Chúng ta phải nghĩ cái chỗ đó. Mình vì cái sự sống mình mà giết chết biết bao nhiêu sự sống khác, mình đau khổ không? Nếu mình nằm ở trong đó, mình là con gà, con vịt, người ta cắt cổ, nhổ lông, xé phai mình nghĩ sao? Thú kia nó cũng là thân mà cũng xương mà cũng thịt, có phần như ta. Đánh đau thì chúng nó kêu ra tiếng kêu đứt ruột, mà tiếng la thì xé lòng. Chúng ta phải hiểu cái đó chứ. Thành ra vì mình muốn ăn an lạc thì đừng làm khổ đau người khác. Cái đó là cái thứ ba. Rồi cái tuổi thọ mình bị mất, mình phải nghĩ cái đó. Mà nếu mà ăn thịt thú thì nó thành thịt mình dễ sân. Quý vị sẽ thấy người ăn chay luôn luôn là hiền lành hơn. Rau cỏ mà thì nó thành máu của mình thì tất nhiên là con người hiền lành hơn nhiều. Còn thịt thú là nó nóng nảy này kia, nó sân si, nó ngu si, thì con người trở nên ngu si và hung bạo. Thành ra cái cõi đời này chúng ta làm cái gì làm cũng không qua cõi nhân quả. Chúng ta phải hiểu cái đó. Thành ra cứ giữ giới đi, rồi cái phước báo nữa sẽ chiêu cảm đến mình. Quý vị phải có cái niềm tin vững chãi vậy. Nếu tôi nói sai là tôi chịu tội, tôi chịu xuống địa ngục. Giữ giới nó sẽ hộ cho mình. Thì cái giới là khi tôi đọc là cái lời của Đức Phật khuyên đó. Nó sẽ giúp mình có trí tuệ, tai qua nạn khỏi, phước tật bệnh tiêu trừ, phước sanh huệ trưởng. Mà giữ giới sẽ được sanh lên cõi trời nếu mà chưa đắc quả la hán, và sẽ được giảng sanh về cõi Phật nếu mà đã giữ giới nhất niệm. Thì quý vị cố gắng làm sao mình giữ giới.